ngày 22 tháng 8 theo giờ địa phương, tiếp tục chuyến công tác tại Cuba. Đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đã làm việc với Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc, ICAB, Trung tâm Fidel Castro Rust, Trung tâm Nghiên cứu Di truyền và Công nghệ Sinh học Cuba, CIGB, Công ty Bio Cuba Pharma. Khẳng định tình cảm Cuba dành cho Việt Nam là rất đặc biệt, anh hùng Cộng hòa Cuba, Fernando González Blot, Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc, mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, tham gia hợp tác với Cuba, tổ chức các chương trình xúc tiến du lịch, tham quan doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, hai bên cùng quan tâm. Thông tin về một số hoạt động giao lưu của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh với thanh niên thành phố La Habana, cũng như các công ty lữ hành của thành phố Hồ Chí Minh tại La Habana. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ đánh giá, đây là các hoạt động ý nghĩa, nền tảng thắt chặt quan hệ thành phố Hồ Chí Minh-Cuba, Việt Nam-Cuba. Qua đó, giúp người dân hai bên, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về văn hóa đất nước, con người, cũng như lịch sử quan hệ hai nước. Thời gian tới, nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Cuba, đồng chí Nguyễn Thị Lệ khẳng định, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục cử các đoàn sang Cuba học tập và trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực y tế, du lịch và xúc tiến thương mại đầu tư. Thành phố cũng hoan nghênh các đoàn công tác của Cuba sang học tập trao đổi kinh nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, trên cơ sở hợp tác giữa thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh và đoàn thanh niên cộng sản thành phố La Habana, đồng chí Nguyễn Thị Lệ mong muốn tổ chức chương trình giao lưu thanh niên hàng năm giữa thành phố Hồ Chí Minh, Cuba, tăng cường trao đổi giữa học sinh, sinh viên hai bên. Đồng chí tin tưởng các hoạt động trao đổi đoàn thường xuyên sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa hai đảng, nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba. Đoàn cũng đã đến thăm, học hỏi kinh nghiệm tại trung tâm Fidel Castro Rust. Tại đây, đồng chí Nguyễn Thị Lệ bày tỏ vinh dự và xúc động khi đến thăm, được nghe thuyết minh, xem lại hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của lãnh tụ Fidel Castro, người đồng chí, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Trao đổi với lãnh đạo trung tâm Fidel Castro Rust, đồng chí Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của trung tâm, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, kho dữ liệu lưu trữ hình ảnh, thông tin về cuộc đời, sự nghiệp của lãnh tụ Fidel Castro, mang ý nghĩa về chính trị, văn hóa và xã hội. Qua chuyến thăm này, thành phố học hỏi và nghiên cứu áp dụng mô hình hoạt động của trung tâm vào vận hành bảo tàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Chiều cùng ngày, đoàn làm việc với lãnh đạo CIGB, công ty Bio Cuba Pharma. Hai bên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác nghiên cứu, phát minh các loại vaccine, thuốc điều trị bệnh, đồng thời học hỏi kinh nghiệm về phát triển mô hình bác sĩ gia đình, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác đào tạo bác sĩ y học gia đình. I'm going to talk about agriculture.